Đồ uống ngon. Con sẽ làm bài tập để hoàn thành nhiệm vụ. Con trai tốt, có chuyện gì lớn đâu, không biết thì thôi. Cực kỳ lạ, không thấy bệnh gì cả. Mẹ ơi, vừa rồi mẹ có nắm đấm cứng không? Không, bạn đã nhìn nhầm rồi. Nó bất thường quá, tôi phải tìm ra xem. Đừng giận, đừng giận. Quả óc chó của tôi. Không ổn. Bạn đã vào được 1 giờ rồi, đi ra nhanh đi. Ở đâu? Đi đến nhà vệ sinh cách đó khoảng một số km. Không giận, có lẽ tính đã tốt hơn. Chịu thêm chút, chỉ còn nửa ngày, mai là hết. Cạn ly, chúc mừng Chi Chui đi học lại. Còn không đi học ngày mai, trường hoãn lại. Cái gì? Các bạn không thấy thông báo lớp sao? Trường học nên bắt đầu nhanh chóng. Hãy đưa những con thú thần thoại này trở lại chung của chúng. Chúng ta sắp sụp đổ.